Dạ. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Đúng rồi. Ồ, cái này chiên ngon lắm nè. Ồ, cái này chiên là ngon lắm, ăn giòn rụm à. Hả? Dân biển mà, dân cửa bé mà, dân cửa bé mà. Tự nhiên nó hay hơn, đúng không? Cái gì nó cũng tự nhiên hay hơn chứ. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Mới ở đâu? Quay cho mọi người biết là tới mua ủng hộ mình chứ gì đâu. Mình có gì đâu mà mình sợ. Đúng không anh? Lương Sơn. Cái kế đây là cô 7 nha anh. Cô 7. Đây là cô 7. Cô 7 với cô 9, cái kế đây là một lò công mà một ngày công dưới 1 triệu. Không thì bán nhiều lời nhiều chứ. Bán toàn chỗ. Đúng rồi, bán số lượng nhiều mà. Đúng không? Có bán góp không? Bán cái góp không? Nếu mà mua trên 500 ngàn là bán góp. Rồi anh 7 nghe nha. Anh 7 anh tèo rồi nghe nha. Anh đổ nha. Đó. Hôm nào hả? À, đó hôm nào anh bình luận rồi có gì đặt hàng nha. Dạ. Anh Tèo anh hay nói đặt hàng lắm. Dạ. Nhà của cô 7 với cô 9 là đầy đủ thứ cá không thiếu rồi, gì. Rồi, ủa sao một bữa nay em có hai loại vậy? Bữa nay em hết rồi. À hết rồi. Em sớm cho anh. Cái là 8 giờ, mấy giờ em bé không dư 8 giờ. Vậy là ai là cô 7 cô em là cô 9 này cô 7. À đây 9 7. Mắc cỡ nấp rồi. À nấp rồi đã nón rồi. Giọng lên con kia. Đây, đây là cô đây có gì? À, đây cô 6 nè, chào cô 6. Đây cô 6. Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Còn chị đây, chị mấy? Đây là 7890. À 7890. À. Đây đây cơ nè. Đây cơ. Đây hai chị em. Ba chị em luôn. Ba chị em luôn. Bây giờ xong rồi. Đây rồi, chị em bà con không hả? À, gia đình lên. Mấy giờ em đã bán ở đây rồi? 5 giờ có mặt ở đây rồi. 5 giờ có mặt ở đây rồi. Bữa nay là bán hết rồi. Cái này ăn rất ngon. Cái này nè. Đó. Đó, anh 7 anh Tèo anh Đỗ nè, nghe nè. Rồi có gì là đặt kế nói em nha. Rồi. Rồi có Facebook không? Có Facebook không? Ông vô ông đặt kế. Facebook Phương Huỳnh. Có gì đặt kế nha mấy anh vô Facebook nha. Quen cô 6 bên kia anh à. Đây nữa cô 6 nữa. À, bên 6 đang ăn nè. Đây nè. Đó. Thôi chào cả nhà. Rồi con chào cô. Bà chủ lúc nào cũng cười á. À. À, đây là cô hai nữa hả? À đây là chị hai, chào chị hai. Chị hai đi chợ về hả chị hai? Rồi chủ là bà đây. 70 ngàn. Mấy chục bà nói to chút bà. Dạ. Rồi lời được nhiêu? Dạ. Nhà bà còn đây không bà? Dạ. Nhà, ở đâu lận bà? Ở trước Ngọc Diêm lận. Hả? Ở Ngọc Diêm lận. Ngọc Diêm luôn hả? Ồ. Vậy là Ngọc Diêm là mà bà đi vô đây bằng cái gì đây? Xe buýt. À xe buýt. Ở Ngọc Diêm mà vô đây luôn. Ở đó có một cái chợ nhỏ Ngọc Diêm đó. Sao bà không bán gần đó cho bà? Chợ nó đông chút thì nhìn nó tan à. Dạ, đông chút tan hả? Về bên nón. Rồi bánh xèo mực nhỏ nè, đem lên mực thẻ đó ha. Rồi buổi chiều có bán không? Cô? Buổi sáng thôi. Mấy giờ mình bán cô? 5 giờ. 5 giờ là có rồi đó. Rồi cái này chỉ có 3 ngàn hả? Cái này là
3.000 nè, cái này 3.000 nè. Đây 5.000. Ở đây 5.000. Như cái đây là 3.000. À. À. Cái này thấy đặc biệt hơn nè, con mực lớn hơn ha. À, gì á? Dạ. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại thôn Lương Sơn, xã Vinh Lương với bà con các bác anh chị. Sáng nay thì Phương quay sớm hơn, Phương sẽ quay lại con đường lớn, là con đường Giác Quang Cương ha. Con đường này là buổi sáng người ta đi chợ nè, bán hàng ăn, cà phê nè, bà con các bác anh chị. Giờ này là 8 giờ 15 rồi. Hồi nãy nói chuyện với mấy chị bán cá cũng vui. Bên đây là bánh canh. Bánh canh giờ này bắt đầu mới dọn nè. Đâu hai? Có cái hẻm này đã, Phương đi qua cái hẻm này. Là bán bún bò. Ở chỗ này chỗ là cái sân rộng ha. Đây là quán cà phê trong làng. Quay chi vậy? Dạ, quay cho bà con khán giả xem cái làng của mình đó mà. Dạ. Cho bao gạo hả? Ngay chỗ này rất là nhiều hẻm ha. Coi như là ngay chỗ này là trung tâm đó, đúng không chị? Dạ. Dạ. Cô ở nước ngoài về hả? Cô về đây rồi. Dạ. Con cháu không em? Dạ. 21 năm rồi con đi nữa. Dạ. Giờ về luôn hả cô ha? Ờ mà chị cô cách chị Miêu bên đó. Dạ. Cô ở Lương Sơn này. Dạ. Dạ. Nhà cô ở Nguyễn Thị Chánh kìa. Dạ. Nhà cô bên hẻm này hả cô? Đây nè, phía dạ. Bên tay trái hả? Dạ. Hướng này là tay mặt. Dạ. Ngay chỗ cái quán á. Dạ. Rồi về là cũng vui hả cô ha? Ờ, dạ. Của mình mới vui để cho con cháu không em. Dạ. Cô ở đó là 21 năm rồi. Dạ. Vì cô ở nước nào? Cô ở nước bên đây, đây. Còn cô dạ. Cháu cho cô ở nước Mỹ. Dạ. Cho nên cô có bé nữa để cho con cháu. Dạ. Dạ. Còn mấy cháu học gì? Dạ. Cháu nào? Dạ. Cháu bà con bé mấy tuổi? Dạ. Tự cho nó sống ở bên đó. Dạ. Đầu tay ở bên đó rồi. Dạ. Thôi, dạ. Cô về, cô cũng có đi chợ về. Dạ. Rồi chừng nào quay lại cô? Cô mất việc, cô có bên nữa, cô trở chuyến bay rồi. Bây giờ dạ. Cô phải ở lại Việt Nam. Dạ. Thì đợt sau đi tiếp gì đâu? Ờ, giấy tờ cho cô thì có đầy đủ, giấy bách ba cho cô là đi được 8 năm. Dạ. 8 năm nếu như mãn, 8 năm đó là cô muốn thi, cô qua cô thi lại là cô đi tiếp. Dạ. Dạ. Lâu lâu qua rồi thăm con cháu chưa? Cô cũng đi chợ mất gì vậy? Dạ. Cô tên gì cô? Cô quên tên rồi. Cô quên tên rồi. Dạ. Đó nhà cô. Dạ. Dạ, nhà cô bên kia. Thôi con chào cô. Cô mang đi cháu nha. Dạ. Cô đi nhớ cô đó. Dạ. Dạ. Cô quên. Quên tên. Quên tên.
Hiểu luôn. Nghe quan tâm là hiểu luôn à. Dạ. Cô ở bên nói, cô ở bên, cô nói cô ở Canada. Ừ. Dạ. Giờ luôn. Giờ bây giờ bắt đầu quen ở đâu? Dạ. Nó bây giờ chuyến bay có ở lại. Dạ. Cái này là mà bánh bánh căn, bánh xèo nữa nè. Lên nữa khán giả đến đến đây ăn nha. Bên YouTube. Ừ, YouTube này. Thầy thích bánh tờ. Đây là tôm dẻ đúng không? Chị, tôm dẻ nè. Tôm đi ghi dẻ, chứ không phải tôm thiệt á. Bánh xèo là bao nhiêu một cái? 3.000 cái. À 3.000 à, vậy hả? Có chỗ 5.000. Đúng rồi. Dạ. Bóng bán 15-20 ngàn không chứ. Dạ. Bóng á. Đồ ăn dĩa 60.000 4 cái mấy hè. Ở trong đây buổi sáng chắc còn đông hơn á, sớm sớm chỗ này còn đông hơn hàng ăn đúng không cô? Cũng vậy á chứ. Dạ. Như đây thôi hả? Chủ nhật á. Dạ. Chủ nhật là mới đông. Đi nhỏ về á đông. Quay rồi giới thiệu làng mình chứ, ẩm thực làng mình rồi chứ. Đúng không em trai? Nhiều khi quay đây đó, nhiều bà con đi xe nhẹ á, rồi nhớ sớm của mình. Em nói vậy mà lên TV đẹp lắm á. Đẹp lắm á. Bè tính bè mặc đồ đó lên tôi quy ốm lại không? Hả? Yêu nè. Thôi con chào cô, chào em trai. Giờ Phương ra lại đường ơi, cho anh hỏi được cái lối này mình sẽ đi qua sâm núi đúng không? Sâm núi Lường Sơn đúng không? Hả? À. Sâm trên núi bà con có bán chị? Ly cà xay. Chị ơi bán cho em ly cà xay chị. Ở đây là chị bán sầu riêng chôm chôm nữa nè. Cái này bao nhiêu một ký chị? À, 70.000 một ký. Đây là mẹ hả? Mẹ. Huấn luyện viên. Lâu lâu con gái ở nhà. Thực tập. Mau không chị? Hả? Mau không? Không. Dạ. Không bao nhiêu phút? Dạ. Quay cho khán giả làng mình á. Xem.
cho bà con đi xe đâu á, nhớ. Nhiêu chị? 12.000. Đây chị. Mau 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 cho em đi nha. Rồi có liền à. Rồi 1 phút 30 giây ha con gái ha. Đừng 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 ngọt quá nha, đừng bỏ đá nhiều nha. Đây là con gái đầu chị đó hả? Cháu bữa nay như là bữa nay là hè là ở nhà phụ mẹ. Đừng đường nhiều nha, đừng đường nhiều nha. Cá sữa không được. Đây em đưa tiền luôn nè. Được. Con chị đây hả? Bé này con luôn hả? À, hai đứa. Có bị viêm không hay là... Có bị sách chứ. Không, đừng ngọt cũng được. Tự nhiên lạc lạc là được à. Rồi, được rồi chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Này chỗ này vắng rồi. Phương đi 100m nữa là tới chợ và con có bán chị. Dạ chào chú. Đây là quán cà phê Sơn Tùng. Dạ, chào cô. Vì là hôm nay là cô nhớ con rồi hả? Dạ. Dạ. Giờ này bán được không cô? Dạ. Hôm là con gặp cô là ngồi bên kia. Còn ít à. Dạ. Bữa nay cô bán nhiều cho hơn cô hả? Dạ. 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 Nhiều quá nè, cho con lon không cô? Dạ, cho con một lon đi, lon nhiêu cô? Có tên gì con quên rồi, 2 năm rồi. Dạ. 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 Con ở đây chứ đâu? Con ở Nha Trang nè, có gì ở đâu. Dạ. Nhiêu con? Đây cô. Hôm là con thấy cô bán đồ phụng thôi. Bữa nay là có thêm bắp nè.
Dạ. Rồi bơ nè. Rồi con chào cô nha cô. Dạ. Dạ. Giờ con đường này bắt đầu vắng rồi hả cô ha? Dạ. Dạ. Thời tiết khá là nóng và con có bé chị con đi một xíu là ướt áo hết rồi. Bên này một con hẻm. Bên này. Giờ Phương đi qua bên này ha, đi tiếp con đường lớn này ha. Chào chị. Con đường này là nếu mà đi tầm khoảng 6 giờ đó mới đông. Dạ chào chị, đây là quán bò kho. Dạ chào ba. Bên đây là quán cà phê. Dạ, dạ chào, dạ chào anh. Dạ. Dạ, sáng nào cũng ra đây uống cà phê rồi chơi cờ ha. Dạ. À. Dạ. Hình như nhà anh có ngồi ngoài kia kia đúng không anh? À. Nhà anh đó. Ồ, nhà anh hai ba cái lận. Dạ. Cái ở trên ngoài kia, cái dạ. Ở trên lộ, cái ở đây nữa. Dạ, đây cái luôn. À. Rồi em chào anh nha. Em ở đâu? Em ở Nha Trang á, ở Cô Bé á. Cô Bé hả? Dạ. Cô Bé Bình Tân á. Dạ đúng rồi. À. Anh có ai quen chứ đó không? Ở chơi đó nhiều lắm, mà đi cháu chưa ở đâu. Dạ. Ở đoạn nào? Ở Cô Bé ở đoạn nào? Đường Võ Thị Sáu hay Cô Bé không ta? Được, dạ đúng rồi, Võ Thị Sáu á. Dạ. Đó tuần Minh Trúc rồi đó. Dạ. Mình mà đi buôn bán ké, rồi thằng Minh lùng lá dừa thiệt keo rồi đó, thằng Minh. Dạ. Trên trung tâm đây là có... quên hả? Chị xe taxi. Dạ. Đã còn đông hả chứ? Dạ. Thấy em đi anh dạ thông quê rồi cho vui ha. Dạ quay đường làng rồi đó sớm của mình nè cho bà con xem. Dạ có phải sớm không? À, chiều. À, dạ chiều thấy anh thấy anh kênh Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh à? Dạ vừa mở Nha Trang. Dạ thấy anh nha, thấy anh đi toàn thế giới luôn. Chủ quán rồi đây. Dạ. Quay rồi đây là chủ quán nè, chủ quán thấy quay phim đi rồi. Thôi em đi nha anh. Rồi. Nha Trang Biển Xanh hả? Dạ đúng rồi. Chào anh chị. À.
hôm có dẫn gia đình anh Linh vô đây ăn bánh xèo nè, đúng không, nhớ không? Nha Trang biển xanh. Đúng rồi, 2 tháng rồi, ảnh quay lại 2 tháng rồi. Rồi dạo này bán được không anh? Cũng được. Dạ, cũng lên rai. Thôi em đi nha. Bên này là bán nem. Chào chị bán nem. Đây là thịt xay sẵn rồi nè. Dạ, xay sẵn rồi. Ủa mình xây sẵn rồi người ta mua làm gì tên nghe? Nấu canh. Dạ nấu canh ủ que đồ á. Dạ rồi. Đúng rồi, làm sẵn hết rồi nè. Nấu canh ủ que, chờ ủ que. Rồi, quay mặt ra, quay mặt ra. Rồi. Nhà chị đây luôn hả? Nhà đây luôn hả? Dạ. Khổ không hả? Thôi bé. Dạ. Bé không có khổ. Khổ sao? Khổ là kỳ cái á. Dạ. Thiếu tiền thiếu bạc á. Thiếu tiền. Ừ. Anh nói gì phải không chị? Hả? Ủa anh nói là bé không buồn, bé buồn mới cười vậy. Hả? Cho bé cười nước nở thấy hả? Thấy không? Thấy không? Kỳ không? Bé làm dữ hả? Ờ bé làm dữ. Dạ. Chỉ làm thịt nè, thịt xay nè. Khổ rồi. Anh này còn khổ hơn nữa hả? Không, ông này còn khổ hơn nè. Khổ. À, anh khổ không hả? Em đi chị. Phương đến đây thấy một cái cụ bán một cái rổ rau rất là nhỏ nè. Để Phương hỏi cụ như thế nào ha. Bán rau me. Dạ con chào ba. Hồi sáng giờ bán được nhiều không bà? Dạ. Con cắm cái mic vô con hỏi chuyện bà chút xíu nha. Nha. Để con cắm cái mic vô rồi nói cho nó to nha. Dạ. Rồi được con nói cho to cái khán giả cho to đó, bạn nói nhỏ nhỏ đó. Mỗi buổi sáng là bạn bán nhiều không bà? Bán có mấy chục à. Mấy chục ngàn hả? Chỉ có nhiêu đây thôi hả? Buổi sáng nhiêu đây thôi. Rồi cái đây là bà hái là con cháu hái bà. Mua. Mẹ ơi. Bà mua hả? Vậy là bà mua ở đây bao nhiêu tiền? Mua 600 quà. Dạ, đợi phụ coi là cái mít nó bọt chưa. Mấy chục bà? Mua lộn xộn à. Lộn xộn. Lộn xộn là 20, 30. Dạ. Lộn xộn là người ta ta hái xuống ta chưa lặt cái gì á hả? Người ta hái ra cho người ta bán. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó hái ra. Dạ. Nó bán. Dạ. Mua bán già là không làm gì. Dạ. Rồi bây giờ mình lặt ra hết rồi được nhiêu đây á hả? Như bao nhiêu đây là nhau bao nhiêu tiền bà? Đây lấy chục à. 70 ngàn. Mấy chục bà nói to một chút bà. 70 à. Dạ. Rồi lời được nhiêu? Làm vài chục quà. Dạ. Nhà bà còn đây không bà? Dạ. Nhà, ở đâu lận bà? Ở trước là ở Ngọc Diêm lận. Hả? Ở Ngọc Diêm lận. Ngọc Diêm luôn hả? Dạ. Ô, vậy là Ngọc Diêm là mà bà đi vô đây bằng cái gì đây? Đi xe buýt. À, xe buýt. Ở Ngọc Diêm mà vô đây luôn. Ở đó có một cái chợ nhỏ Ngọc Diêm đó. À, có chợ. Sao bà không bán gần đó cho bà? Chợ nó đông chút mình nó tan à. Dạ, đông chút tan hả? Rồi mấy giờ bà có mặt ở đây? Thì bán ngày trời là hết rồi về. Hết rồi về.
hết được giờ. 11 giờ hết không bà? Vô chừng à. Vô chừng hả? Đi xe, đi xe buýt vô đây bao nhiêu tiền bà? 20. Dạ 20 ngàn. Coi như là đi vô đi ra là hết 40 ngàn rồi. Vậy đâu còn lời đâu bà? Có lỗ. Lỗ. Dạ. Dạ. À, bà hiện tại giờ bà sống một mình hay là có con cháu gì không? Có đứa cháu. Dạ. Rồi ông còn không bà? Chết rồi. Chết rồi. Đứa cháu là có đi làm không? Ai muốn đi làm nấy. Dạ. Kêu gì đi làm nấy. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Bà tuổi gì tuổi giàu không biết nhiêu. Dạ. Không biết nhiêu. Dạ. Rồi bé cái này được bao nhiêu năm rồi? Bé cũng như là 3-4 năm nay rồi. Dạ 3-4 năm rồi. Rồi trước đó ở Ngọc Diêm đó bà làm gì bà? Ở kia còn trẻ thì đi bắt ốc bắt rau. Dạ. Giờ già là con cũng có đi được rồi xuống bà biển. Dạ. Đi nghe mua lá mê là bán kiếm. Dạ. 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 Rồi ngày nào cũng ở cái chỗ này hả bà hả? Cái này có ở này còn họ ở trong Đồng Đớ. Di chuyển vô Hòn Rớ luôn. Đồng Đớ. Ở Đồng Đớ. Đồng Đớ là trong. Có cái rổ đâu gì mà đi di chuyển hai ba nơi vậy bà? Là hai rổ lần chứ. Cũng như mua nhiều là hai rổ lần. Dạ. Ít là nhiều đây à? Còn nhiều là nhiều là hai rổ. Nhiều là hai rổ. À. Hai rổ giống như gì? À. Dạ. Thì bà di chuyển gì là chút nữa bà vô đó là bà đi bằng xe thồ hả? Đi xe buýt. Xe buýt nữa là bao nhiêu tiền nữa bà? Cũng như 20 nữa. Là 40. Vậy đâu còn lời đâu. Có hàng lỗ. Lỗ. Bữa nay nè bà, cái này bà bán được bao nhiêu rồi trên tay của bà kìa? Bán được ta giống rồi là có 70 à. Dạ. Giống rồi có 70 à. Dạ. Tận Ngọc Diêm luôn. Bây giờ Phương giữ tiền của khán giả ở Canada đó, đã Phương sẽ trích ra. Bà ơi, bây giờ con sẽ mua hết cái rổ me cho bà nha. Nha. Dạ. Giờ cái rổ này bao nhiêu tiền bà? Là bao nhiêu tiền bà? Là 70. 70. Bây giờ con mua hết luôn nha. Con mua là một chút nữa ai cần á bà phát giùm cho con nha. Nha. Lấy cà cà hả? Đừng có lấy tiền. À. Nhân bà. Còn ta không lấy tao chưa? Dạ, ai cần thì bà đưa giùm con nha. Mà ta không lấy tao chưa giờ sao? Ta có cái thói cần trải thì mình. Dạ, coi đưa ai đi nha. Dạ, bữa nào con bán á hả? Dạ. Bà ơi, bây giờ cái rổ đó là bà nói 70 ngàn hả? Con mua 300 ngàn nha bà. Con bán à. Cảm ơn con. Mua 70 cho 200 mấy. Dạ. Như tặng cho bà luôn. Đây là của cái chị Việt Kiều mua chứ không phải con mua đâu. Chị Việt Kiều ở Canada á. Rồi tặng cho bà luôn. Cảm ơn con. Đây bà. Rồi bà bỏ bịch giùm con đi con nhờ. Bỏ cho mình con mua hết cho bà luôn bà. Cho bà về sớm luôn bà. Vậy lấy xong ta cái là mình hốt. Bỏ vô. Dạ. Cho để cho bà về sớm luôn. Rồi bán hết cho người ta rồi đi về sớm chứ trưa nắng. Dạ. Ở Ngọc Diêm. Nó Ngọc Diêm mà đi vô đây luôn. Dạ. Đó đâu bán cho dạ. Không. Không mua rồi. Bỏ hết em. Con mua rồi. Con mua rồi. Đưa 300 ngàn rồi. Dạ. Là mua hết cho mẹ bán. Mẹ bán 70 thôi nhưng dạ. Mà đưa luôn. Cái đó nó đưa luôn không bán lắm cho đỡ. Cho bà về, cho bà về đi. Bỏ hết cho dạ. Đi rồi bà đứng dậy đi về. Nó đi xe buýt. Đi xe buýt. Dạ. Nó bà đi xe buýt bán hết rồi đi xuống đi cái chợ khác nữa con đi xe buýt nữa hết 40 ngàn rồi ra vô hết vô đi, dạ rồi bà ơi bà đi đứng dậy đi về luôn ấy bà đứng dậy lấy tiền dạ rồi bà có nói gì không bà có nói gì không cái người bên Việt Kiều bên Úc bên Canada á cảm ơn là cô đó là cũng như giúp đỡ
cảm ơn cô. Dạ. Rồi bữa nay cũng hết rồi, hết sớm rồi. Ha, thôi bà về đi bà. Nha. Rồi đứng dậy đi bà. Rồi khỏe rồi. Dạ, đây đây. Đây mua giùm cho. Dạ, mua giùm cho bà đó. Thôi, thôi chị ấy rồi thấy ai còn đó chị đưa giùm em nha. Dạ. Dạ. Phương nhờ chị này ai còn thì đưa bà con có bán chị. Dạ, bà ơi bà có bị vài cái bị đưa cho con vài cái bị con chia sẻ cho mấy dạ. Người thôi cảm ơn chị gái nhiều nha. Rồi, đây đây. Lấy cái bị rồi đi về đây nha, chứ đừng ấy nữa. Để con chia sẻ cho mấy người nấu rau. Bà tên gì bà? Nãy giờ con quên hỏi tên, bà tên gì? Cũng không quên, đang quên tên. Ồ, bà cũng quên tên luôn rồi. Hỏi tên quên tên luôn rồi. Bữa nào cũng thấy cái dạ. Bữa này vô bữa, vậy dạ. Vậy. Hai bữa lại vô bữa. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi bà đi nha bà. Em nó mua nó là từ kiểu mua cho bé rồi mình là lấy. Dạ, thôi bà đi bà. Mình cũng đâu có nấu được đâu. Chào chị. À, chị nói cái cụ bên kia đó là như thế nào chị? Bán hai cái cây này. Hồi trước kia cũng có có chồng, có con, nhưng mà được hai đứa, một đứa con gái thì một ông chồng, rồi một thằng con trai là một ông chồng nữa. Xong cuối cùng á là con trai nó làm tôm tép á, nó qua lỗ cho nên nó là nó bán nhà. Dạ. Cái nhà nó đây là nhà của bẻ này. À. À rồi bà thơ. Cái nhà mặt tiền này đó hả? Ừ, cái nhà đây. Dạ. Xong rồi con bà nó bán rồi cuối cùng nó vơ hết bẻ phải đi ở trọ người ta dạ. Thấy bà bệnh nó cái đậu dịch đó. Dạ. Cái bắt đầu người ta đuổi là dạ. Bà ra nhờ cái hợp tác xã này. Dạ. Ta cho ở coi như là ở đang á cho dạ. Ở. Dạ. Nếu không á là bà không có chỗ rồi bà cũng bán buôn đó, bà kiếm ăn hàng ngày á. Dạ. Kiếm sinh sống với hàng ngày á. Thôi, em cảm ơn chị nha. Dạ con chào bà. Con đứa bên kia thì nghe nói là cái chị kia nói là hoàn cảnh của bà đó. Thì hiện tại giờ cái đây là mình ở nhờ hả bà? Dạ. Dạ. Rồi bà sống một mình rồi có con cái gì không? Con cắm cái mít chút xíu nha. Rồi con bà đâu? Con thì theo bây giờ. Dạ. Nghe nói là bà ngày trước là cái nhà bên đây là nhà của bà hả bà? Dạ. Dạ. Nè, chào chị. Đây nè chị. Nói chung là em nó cũng làm phước, làm từ thiện. Tiền giọt kiều. Bảy có gì vậy là cứ nói khó khăn ở đầu là bảy nói em nó cũng giúp đỡ cho mình được phần nào được. Vậy á. Rồi cảm ơn chị. Chuối đường là gỡ. Thôi giờ chị đi nha. Ủa? Chuối người ta gửi cho bà bán. Gửi cho bà bán cho cô bạn có bán bà mua cái đây sáng bà lấy dạ. Cái đây rồi bán lại bà kiếm dạ. Với lại bánh mì bà kiếm sống vài ngày vậy thôi. Dạ. Ừ. Đây là cũng nhờ cái hợp tác xã đây cho ở mà. Dạ. Ừ. Chứ không có nơi có chỗ. Hồi sáng giờ được bao nhiêu rồi bà? Dạ 20 à. Dạ. Thì Phương cũng hỏi vài người đó, chị này hồi nãy Phương yeah. Đi trên đường thì có cái chị kia phía bên hồi nãy chị bán yeah. Bán nem đó, chị nói yeah. Khó khăn rồi, bữa nay khó khăn rồi em. Dạ. Bữa nay mà kiếm đồng tiền khó khăn rồi em. Dạ. Dạ. Rồi cái này chuối là người ta gửi bà dạ, hả bà? Dạ, em đồ nó hàng xóm nó gọn. Dạ. Bán dùm đường, bán dạ. Thầu đá. Như một nãy chuối là người ta cho bà bao nhiêu tiền bà? Không ra đồng nào. Ủa? Chị em ở xóm. Dạ, ở xóm. Thì chị bà chỉ là bán bún thôi. Dạ, kiếm ăn thôi. Dạ. Ngày trước là nhà bà ngoài mặt tiền nè.
ngay chỗ ngã ba nè, góc ngã ba, bây giờ là một cái quán cà phê lớn. Dạ dạ. Bà bán lâu chưa bà? Cái nhà đó mình bán lâu chưa bà? Dạ mới đây à. Mới đây hả bà? Mới cũng được 5 số năm. Dạ. Làm tôm tô lỗ. Dạ. Dạ. Và bây giờ Phương trích tiếp tiền khán giả bên Canada. Thì khán giả bên Canada đó nói là cứ gửi đi, cứ nói, gửi giùm cho em, đừng có nói tên em. Yeah. Bà ơi, yeah. Cái này là khán giả bên Canada đó, yeah. Gửi cho bà là 200 ngàn mua gạo nha bà. Yeah. Với bà tên gì bà? Yeah. Tên Phạm Thị Bảy. Dạ, cô Bảy. Phương hỏi như vậy đó, để khán giả ngày xưa ở gần nhà cô Bảy biết đến cô Bảy. Phương chào cô Bảy. Dạ. Yeah. Em chào chị bán gì đây? À, bán dưa. Rồi thấy Phương đứng đây quay cô thì chị cũng dừng lại. Chị biết gì về cô này ạ? À, thì nói chung ở đây cũng biết hồi kia thì bán cái nhà nó còn ở đây. Dạ. Thì sau khi là cô bé nó lấy sổ đỏ thì bán thì còn như bán mà không biết nọ, không biết là dạ. Cô biết rồi là còn người ta lấy cái nhà. Dạ. Rồi sau khi nhà không có ở thì bên chị dồn qua đây một cái xẻ. Dạ. Chúng ta ở tạm. Dạ. Ở tạm một thời gian đó thì bây giờ cái xẻ gần mấy đầu. Dạ. Báo cho bé là bây giờ nếu mà vào cái xẻ cho mướn thuê nhà trọ cho bà ở. Dạ. Thuê nhà trọ bà ở thì ở mấy nó ở một mình bà sẽ ở được người già một lôm hôm bắt cái chuyện gì khổ. Dạ. Thì giờ sẽ thôi giờ tạm thời ở đây đi. Nếu dạ. Có cửa thì bỏ ngồi giờ ngồi ở ngồi đây này bán cho nó vô trong đây. Dạ. Chị rồi thôi. Dạ. Thôi em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là chị bỏ vườn cho người ta hay đi về? Dạ, chị đi về. Dạ. Nhà chị gần đây không? Nhà chị ở Ninh Hòa. À, Ninh Hòa. Dạ. Thôi em chào chị nha, về đỡ muộn. Phương sẽ đi một đoạn nữa. Mong rằng những cái video Phương đăng lên đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh xem ủng hộ cho Phương ha. Chào em gái. Ủa, bữa bán trong chợ mà. Ra đây rồi hả? Các bạn lại lên đây rồi. Bà ơi, ngồi nghỉ thôi bà. Dạ, nghỉ đi. Rồi chút đi. Bà có uống nước không? Ở đây hết nước rồi. Bà cũng rồi. Anh ơi, cô hãy cho cô cho con một ly nước mía gửi cho bà đi. Bà mệt rồi. Bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Dạ 10 ngàn. Đây anh. Đây bà hả? Dạ. Đưa cho bà. Bà uống đá nhiều ít bà. Ít thôi. Rồi người ta xây xong là dạ thôi đi nha bà. Giờ Phương sẽ đến đây. Phương cũng xin kết thúc video bà con cô bác chị. Phương tới trường tiểu học Vĩnh Lương 1. Chào chị. Rồi chào chị bán bánh tô ong.
Dạ. Dạ. Em mua nãy giờ mấy thứ rồi em ăn luôn hết không? Thôi em mời mấy chị đi. Hay mời cho vui, đập phộng, ra ăn cho vui. Em mua, dạ, mua bữa hàng cho cái cô kia. Dạ. Dạ. Không, bây giờ này em mua em còn đi nữa. Dạ.